Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình ô tô Bika TV và hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày. Đây là những nguyên nhân khiến ô tô ngày một lớn hơn. Phần lớn ô tô tới từ phân khúc từ sedan tới SUV, từ bán tải tới hatchback ngày nay đều không ít thì nhiều gia tăng kích thước sau mỗi lần lên đời. Nguyên nhân trình dẫn đến thay đổi này không phải là do các hãng xe muốn cải thiện không gian cabin bởi phần lớn xe đã đạt tới không gian chuẩn mà hãng nhắm tới, mà nó tới từ luật, giá xăng rẻ và cả công nghệ nữa. Đầu tiên, ô tô ngày nay không chỉ là phương tiện di chuyển từ A tới Z mà còn là cả một cỗ máy tính đặt trên 4 bánh với hàng loạt công nghệ đỉnh cao, bao gồm cả hai hạng mục là tiện nghi và giải trí. Số lượng thiết bị công nghệ cao trên ô tô ngày nay cao chưa từng thấy và các hãng xe buộc phải bổ sung không gian chứa chúng dù là bên dưới tablo hay ẩn dưới khung gầm, công nghệ điện hoặc đôi khi là cả khung thân, thiết bị chất liệu cách âm thông minh. Tiếp đến các tính năng thiên về an toàn như vùng hấp thụ xung lực, túi khí hay khung bảo vệ ắc quy cho xe điện nay là yêu cầu bắt buộc trên ô tô theo yêu cầu từ chính phủ và chúng cũng yêu cầu không gian cho riêng mình. Bên cạnh đó, chiếc SUV chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường so với sedan, hatchback cũng khiến kích thước trung bình của ô tô lớn hơn trong vài năm trở lại đây. Đây cũng là phân khúc thực sự yêu cầu phiên bản sau rộng rãi hơn phiên bản trước do không gian cabin là yếu tố đặc biệt quan trọng để khách hàng quyết định mua xe hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn nhất về thị trường ô tô đến từ Bika TV nhé.